宿舍旁边，宿舍的旁边，边盖花中翻中文系的旁边，中文系旁边，người mở bên cạnh bạn，你旁边的人。 giới thiệu một chút người bên cạnh cậu đi。介绍一下你旁边的人吧。介绍一下你旁边的人吧。giới thiệu một chút。介绍一下。xin hãy giới thiệu một chút。请介绍一下儿。请介绍一下儿。 xin hãy giới thiệu một chút tên của bạn. 请介绍一下你的名字。请介绍一下你的名字。Hãy giới thiệu một chút người bạn ở bên cạnh bạn đi。介绍下你旁边的朋友。 介绍一下你旁边的朋友。người mà bên cạnh anh ta chính là thầy giáo Lưu Minh。他旁边的人就是刘明老师。他旁边的人就是刘明老师。 nhà vệ sinh mà ở bên cạnh phòng học á？教室旁边的卫生间吗？nhà vệ sinh mà ở bên cạnh ký túc xá á？宿舍旁边的卫生间吗？ Số nhà Đúng vậy. Tuổi. Hãy nhắc lại. Chào cậu có tên là gì? Nǐ Xin hỏi anh họ gì? Chí hỏi, xin, xin hỏi quý tính đại danh của anh. Chính vâng nín quầy xỉn. Mình tên là Trương Hồng. Bố chèo Trang Khống. Mình họ Lục tên là Lục Vũ Bình. Bố xin Lũ chèo Lũ Ủy Phiến. Mình tên là Đại Vệ. Bố chèo Tao Vệ. Thầy họ Lưu tên là Lưu Minh cuối Mình là lưu học sinh của đại học Đông Phương. 我是东方大学留学生。Học viện ngôn ngữ. 语言学院, đại học ngoại ngữ. 外语大学. Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế. 我的专业是国际关系. Chuyên ngành của mình là Hán ngữ. 我的专业是汉语. Bạn học chuyên ngành gì? 你学什么专业? Mình? mình học chuyên ngành tiếng Anh. 我学英语专业，大学中华，中华大学，国花中文大学中华，中华大学中文系的，研究生国华中文大学中华。 中华大学中文系的研究生。翻好平台。现代文学,而学东。在东方大学的西边。l u c 有空的时候，欢迎 h ơ i

Lúc các cậu quen nhau. Sự tại sự khẩu. Lúc chúng tôi uống cà phê. Ủa cà phê tại sự khẩu. Lúc chúng tôi vào. lại Bây giờ hãy nghe tiếp đoạn hội thoại sau đây. Hãy nói. Bạn ơi xin hỏi thư viện ở đâu? Hãy nghe từ thư viện Thú su quản Thú Thú Su Su quản quản Thú su quả Âm Hán Việt là đồ thư quán Hãy nói thư viện ở đâu? Thú su quán dài nở Bạn ơi xin hỏi thư viện ở đâu? Thống xuế Hãy chú ý ở đây khi nói bạn ơi, những người bạn cùng tuổi, cùng trong độ tuổi đi học người ta thường dùng thống xuế. Hãy nói bạn ơi xin hỏi. Thống xuế chính Hãy nói lại xin chào các em khi thấy cô giáo vào lớp. Thông xuyến khó. Trong đoạn hội thoại trên có một nhân vật xuyến sân trả, có nghĩa là học sinh A. Hay nói từ trả, âm hắn Việt là giáp. Trả, xuyến sân trả. Học sinh A, xuyến sân trả. Hay nói xin lỗi. Tôi chỉ. Không sao, không có gì. Mấy qua gì? Hay nói ở đây. Trờ Học sinh ở đây. Trờ là sơn. Học sinh ở kia. Nó là sơn. Tôi không phải học sinh ở đây, tôi không biết. 可不是這的誰山我不知道。hỏi Vương Tiểu Vân có ở đây không? Xin Xin lỗi, bạn ấy đang không ở đây. Xin hỏi, bạn biết bạn ấy ở đâu không? 请问你知道他在哪儿吗？xin lỗi mình không biết. tôi c p 不知道 mình không phải người ở đây. 我不是这儿的人。mình không phải học sinh ở đây。我不是这儿的学生。mình không phải giáo viên ở đây。 我不是这儿的老师. Từ điển của tôi ở đâu? Ủa sứ điển tại nào Mình không biết. Ủa bụt chứ đạo. Các bạn còn nhớ cách nói xin lỗi tôi đến muộn rồi là gì không? Từ bụt chỉ của lẽ quả lận của Đến muộn. Lái quả. Muộn rồi. Quả lạ. Quả lạ. Cảm ơn. Xie Xì Không cần cảm ơn. Bú dùng xie. Hãy nói phóng viên. Chị trữ Tôi không phải phóng viên ở đây. Hùa bố sư tới chị Bác sĩ Y sân Anh ấy không phải bác sĩ ở đây. Tha bố sư tới sân Hay nói, họ là người ở đây, họ biết 他们是这儿的人，他们知道。他们是这儿的人，他们知道。